cho đàn ông. Công ty Luraco kính chúc quý đồng hương một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt 20 năm qua. Bắt nguồn từ những nghiên cứu cho quốc phòng Hoa Kỳ, Luraco sản xuất thêm các mặt hàng dân dụng như hệ thống điều khiển cho bồn tắm, ghế massage vật lý trị liệu, máy giũa cho nha sĩ, jet nam châm cho spa, vân vân. Tất cả các sản phẩm của Luraco đều được sản xuất tại Hoa Kỳ. Luraco đã nhận được 43 bằng phát minh, có sức khỏe là có tất cả. Ghế vật lý trị liệu Luraco xứng đáng là người bạn thân thiết trong mỗi gia đình Việt Nam. Kính thưa quý vị, nhiều chính trị gia, đạo đức giả, dối trá, bất tài đã đánh mất niềm tin đối với cộng đồng chúng ta. Đó là lý do tại sao niềm tin trở nên quan trọng đến như vậy. Là một chủ doanh nghiệp, luật sư và hai lần là ủy viên thành phố, đại diện và tranh đấu cho quyền lợi của cộng đồng Việt Nam, tôi đã học được rằng niềm tin không phải đến tự nhiên mà phải được xây dựng nên. Là đại diện của cộng đồng, tôi sẽ làm việc không ngừng để giá nhà trở nên hợp lý hơn, khu phố an toàn. Tội phạm phải bị xử lý, giải quyết vấn đề vô gia cư và hệ thống giáo dục của chúng ta tiếp tục cải tiến. I am Jimmy Pham and I approve this message. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, hôm nay là ngày mùng 2 Tết, còn nếu mà tính theo thứ trong tuần thì là hôm nay là ngày Chủ nhật, và giờ đây thì đã quá giữa trưa, 12:51. Chúng tôi đang có mặt ngay đường Main làm chương trình live ở trên con phố Main này. Con phố Main này là đường hoa, bây giờ gọi là phố hoa đường Main. Tổ chức ngày hôm nay có thể nói là rất thành công, rất đông, mọi người sẽ có dịp đi vào bên trong xem, nhưng mà rất đông ngày hôm nay. Và một trong những người mà chúng tôi muốn nói chuyện trong ngày hôm nay đó chính là ông Ngô Kỷ trong chiếc áo dài. Xin mời ông Ngô Kỷ cho lời chào tới khán thính giả của phố Bosa TV đầu năm, thưa ông. Hello, Happy New Year, năm con rồng. Chào anh Vũ Văn Lân, giám đốc của Phố Bosa TV. Chào quý cộng tác viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Phố Bosa TV, gồm có Tường Vi, có Andrew Lê, các anh chị em nằm trong staff của Phố Bosa. Đặc biệt, chào quý khán giả của Phố Bosa TV tại toàn nơi trên thế giới, tại quốc nội, tại hay ngoại, từ năm châu bốn bể. Vâng, vui có mặt hôm nay tại phố Hoa trên đường Main Street của phố cổ Garden Grove, và trong niềm hấn hở hân hoan của cộng đồng ở đây, và chúng tôi cùng anh Vũ Quang Lân có dịp chia sẻ và tâm tình trong ngày đầu năm Giáp Thìn 2024. Hiện nay là đang là chương trình live, cho nên là mọi người đang xem là những gì đang xảy diễn ra. Hy vọng là cái mạng internet nó sẽ gọi là trời chiều lòng người thì so far, so sẽ tốt cho mọi người để có thể xem. Và ai đang xem live mà thấy muốn ra chào hello với ông Ngô Kỷ hay là ra cự lộn với ông Ngô Kỷ, cứ việc tới đường Main Street ngay đầu đường. Không có ngại ngùng gì hết, đầu năm cũng được quý vị, chửi mắng gì cũng tốt thôi. Tôi đầu năm là tôi đón chào tất cả các ý kiến. Ngay góc đường Main và góc đường Garden Grove đối diện ở bên Costco đó. Và bây giờ thì cái con đường này bây giờ đóng kín. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện với ông Ngô Kỷ. Bây giờ trước khi mà bắt đầu với chị Mua Ngô Kỷ thì tôi sẽ cho mọi người xem một vòng để mọi người có thể thấy. Đó, đối diện bên đó là Costco, nơi mà bán hàng giá sỉ đó. Một cảnh sát đang đứng ngay tại đây để bảo đảm cho mọi thứ nó được diễn ra một cách an toàn, suôn sẻ. Cảnh sát Garden Grove. Và đây là Ngô Kỷ. Và em là đây ạ. Đây, đứng. Đấy. Đi một có lẽ đi một vòng ở đây trước khi mà chúng ta quay lại cho cái vị trí này để nói chuyện nhé. Vâng. Đấy. Mọi người có thể thấy xem nào. 2024. Đi ngày hôm nay thì rất là nhiều người chụp hình khắp các nơi, cho nên là rất dễ dàng dính vào những cái
ống kính của những người khác nhau. Trời, hoa đã đẹp, người cũng đẹp theo. Vâng, hai người đều đẹp hết. Chào anh. Vâng, bên kia là hoa đào, tượng trưng cho miền Bắc. Đây là hoa mai, tượng trưng cho miền Nam đoàn kết. À, hoa đào, hoa mai. Vâng, hoa đào, hoa Bắc, mai. Bắc Nam, Bắc Nam hoặc dân tộc Việt Nam. Vâng. Đây, đây hoa mai, một cái hoa mai. Áo nàng vàng, rất đẹp quá, và hoa mai giống. Chào chị nha. Vâng, đây cái cảnh này rất là đặc biệt quý vị, anh Lan thấy không? Cây những cái vào hương chùa đó thì à. Chúng ta thường thấy những cây nhang. Cây nhang, cây hương đó, nguyên trung từng cảnh. Nhang. Đủ màu sắc. Ở trong các chùa các màu. Vâng, rất là đặc biệt. Đấy. Cái này là đặc biệt hơn hết đây quý vị, đây. Long phượng thưa quý vị, long phụng đó, quý vị thấy những đám cưới. Cô dâu chú rể thường thường có long phụng là rồng và phượng đó quý vị. Đặc biệt cái này kết bằng hoa lá, bằng những cái hạt giả này nọ, chứ không phải bằng plastic, bằng thiên nhiên thưa quý vị. Đây là bằng thực vật rất là đẹp. Vâng. Cái đó do hãng D&D là một trong những công ty sản xuất về những cái vật liệu ngành nail đó. Đây là những con hạt trắng phải không Lăng? Hạt phải không? Hạt. Hạt, vâng, đây hạt. Những tiểu cảnh khác nhau. Mỗi người đi tới đây đều muốn ghi nhận hết tất cả những cái tiểu cảnh của họ. Đây, ai cũng có những kỷ niệm với xe Lampreta, gọi là Lampro, ngày xưa chúng tôi gọi Lampreta, không biết tại sao tay là Lampro. Vâng, ai cũng, những người buôn bán thúng ôm này gì đó, cũng hay đi những chiếc xe này để mà ra chợ búa. Vâng, cũng bên này, quý vị vào về phố cổ Hà Nội, Hội An đó quý vị. Hội An. Đây, đây, đây là rất là đặc biệt. Hình như cái đó là Happy New Year. Mở ra né ra cho bà con người ta. Hội An, I love Hội An, I thương Hội An. Cali, đây. Vâng. Đây đây là phố Bosa TV. Năm mới chúc khán giả của phố Bosa TV một năm dồi dào sức khỏe, vạn sự cát tường, làm ăn phát tài nha. Happy New Year. Ai đây, ai đây, ai đây. Oh, wow, đẹp trai, đẹp trai, tài chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới khán giả của phố Bosa TV nha. Năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Vâng, quá đẹp, quá đẹp, ta tài ca sắc. Đi đẹp Cali, kênh coi như là sẽ hit lên 100.000 view trong năm nay nha. Yeah. Ủa, hit rồi chưa? Hit rồi chưa? Chưa. Chưa đi. Đâu đi, từ mới ráng cày, ráng cày, 70.000 còn lại. Vâng, vâng. Chúc mừng năm mới. Vâng, người đẹp, cái này nha, trời. Vâng. Hội An là quê hương của ông. Vâng, Hội An quê hương của tôi, chỗ nào An Mì Quảng, Câu Lầu, Câu Lầu quý vị. Về Hội An, đây quê hương của chúng tôi Quảng Nam. Rồi. Câu Lầu rất là chúng ngon. Chúng ta sẽ cứ đi lạc đây, một cái này hết, mới đặc biệt. Hết một vòng rồi. Đây cái này đặc biệt. Lướt qua một vòng cái rồi, rồi, khu vườn này. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện ở đầu đường. Rồi rồi. Đây là ai cũng có kỷ niệm với taxi, thấy taxi nhớ Sài Gòn phải không? Các anh phải không? Nhớ Sài Gòn không? Vâng, các anh chị đây. Hôm nay là ông Ngô Kỷ thành người tour guide cho mọi người. Taxi. I love taxi, Giang. Bây giờ ở Việt Nam taxi này không còn, mà VinFast Green phải không? Màu xanh gì đó phải không? Và hai là có Uber tại tại Việt xanh. Nam. Taxi xanh, và taxi xanh trắng thời Việt Nam Cộng Hòa bây giờ không còn nữa. Tuy nhiên đổi thành VinFast taxi xanh. Ok, em nói gì, em nói gì, em nói gì? Rồi, ok. Đây, đây một cái logo Tết rất là dễ thương, chữ Tết và thư họa thưa quý vị. Cung chúc Tân Xuân vạn sự như ý. Vâng, một logo rất là đẹp. Vâng, vâng, đây đây là hoa mai vàng. Đây đây, ông mai sẽ vàng. Đi một vòng và cuối cuối vòng ông cũng sẽ cho một cái đánh giá của ông, là ông cho điểm. Vâng, thì không dám cái này chúng tôi cảnh nào là thích nhất đây đối với ông, đối chúng ta quay sơ cho chữ Phúc Long, một người bạn của tôi và anh Lăng, của anh Linh Nguyễn. Vâng, chủ nhân Phúc Long. Giống như cà phê Trung Nguyên, đây cà phê Phúc Long cũng sản phẩm tại Việt Nam rất là ngon thưa quý vị. Chúng tôi không có trở ngại gì đến những sản phẩm Việt Nam, Phúc Long, Trung Nguyên, hay là bánh bía, hay gạo Sóc Trăng, nước mắm Phan Thiết này nọ, đó là không có chính trị chính em gì cả. Do đó chúng tôi hỗ trợ tất cả sản phẩm của đồng bào Việt Nam. Và vâng, đây vâng quý vị, đây chỗ này hoa mai, hoa xanh. Chúng ta xem cái tiểu cảnh của Phúc Long một tí. Và anh đứng gần vô. Có những cái lờ nè, có những cái chùm hoa nè. Chùm hoa lờ, cái lờ này đánh cá đây hả? Cái lờ. Vâng, nhớ ngày xưa tôi cũng coi như là cũng đây có cơ hội để mà chụp hình cho anh quay vô cái cảnh Phúc Long cà phê người ta. Oh, wow quý vị, cái like cà phê như vậy đó. Vâng, đây này là những chiếc dù màu. Tôi nhớ ở Hồng Kông có một chiến dịch dù đó, anh nhớ không?
đấu tranh cho dân chủ tự do ở Hồng Kông bằng dù không, và bây giờ thấy những chiếc dù nằm ngay tại Lít Sài Gòn. Vâng, thưa quý vị. Đây vâng, là hàng, đây là hàng chữ Happy New Year bên kia. À, đây là những cái hàng mà để người ta đi xếp hàng để mà chụp hình đó. À, bên này Happy New Year, thư pháp rất là đẹp thưa quý vị, màu đỏ. Vâng, màu đỏ, và bên kia là mai vàng. Rất là dễ thương. Vâng. An khang thịnh vượng. À, vâng. Đây là một hình ảnh Tết thưa quý vị. Vâng. Đây một gia đình dễ thương quý vị. Vâng, vâng, dễ thương chứ. Happy New Year con. Con nhìn vào Happy New Year kìa, nhìn cái đi. Dễ thương chưa? Vâng. Đây là những người trẻ bé Vi cũng biết thấy được cái phong tục Việt Nam, và hy vọng rằng các em sẽ biết Honda với xe đam đó. Những chiếc xe này là giờ nhắc nhớ lại những hình ảnh của thập niên 50-60. Vâng, xe 79 hả? Xe Madam gì đó hả? Và vâng, ngày xưa chúng tôi cũng có từng được có kỷ niệm. Vâng. Vâng, đây những chiếc lồng đèn. Bên này. Bên này cũng có những chiếc lồng đèn. Vâng, đó. Dễ thương quý vị. Vâng. Rất là dễ thương, chỉ có Việt Nam có những chiếc lồng đèn. À. Vâng. Quay. Đây là cơ hội để các gia đình gọi là tới đây để chụp những tấm hình đẹp nhất cho cái ngày Tết của họ. Qua đây này. Mỹ cũng tham dự, Mỹ cũng tham dự. Này, cái gì đây là công đây. Ty nào đó, công ty giống như Uber đó, cũng vận chuyển cũng như taxi, wow, cũng hình thức taxi như chiếc, Uber, Tesla Model X để mà có thể gọi là xe này đi chở hoa rất là dễ dàng. Vâng, tôi hy vọng ngày nào Elon Musk cũng tới đây tham dự cái phố hoa này. Hiện tại có Tesla. Vâng, và tôi hy vọng rằng ngày nào VinFast cũng có mặt đây, tại vì có Tesla thì có VinFast có thể về chuẩn bị chưa kịp cái này nọ. Tôi kỳ rằng trong tương lai các sản phẩm của Việt Nam có mặt đầy đủ tại đây. Điều đó tốt để mà cổ suý, để mà quảng cáo cho các sản phẩm Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là cái khả năng mà chiếc VinFast đậu ở đây, triển lãm ở đây trong một cái lần trong tương lai của phố hoa, nó có thể xảy ra hay không? Tôi nghĩ là chắc chắn VinFast là cơ sở thương mại. Thì Trung Nguyên nằm ngay thủ đô tị nạn Lít Sài Gòn, ngay cái rốn của Lít Sài Gòn thủ đô tị nạn vẫn survive, không có chuyện gì. Tôi không chống thôi chứ không ai chống đâu. Tôi nghĩ rằng chỉ có những người quá khích cùng tính. Chứ còn đó là sản phẩm Việt Nam VinFast, đối với tôi là sản phẩm của nhân dân Việt Nam, không phải của chính trị hay này nọ. Do đó tôi nghĩ rằng không có gì rắc rối anh. Đây là xứ sở pháp luật và VinFast. Hà Trung Nguyên, Hà Phúc Lam. Phúc Lam nằm đây cả bao nhiêu năm rồi. Và một sản phẩm cà phê của Việt Nam. Do đó tôi nghĩ dân trí họ cao, họ chống cộng, chống chủ nghĩa, chống những cái lý thuyết cộng sản. Tuy nhiên những sản phẩm của nhân dân Việt Nam không có ảnh hưởng. Và tôi nghĩ rằng dân chúng càng ngày họ hiểu bằng đó, thưa anh. Đây một lần nữa chiếc Tesla Model X, cánh cụp cánh xòe mở ra để mà đứng chở theo một số hoa. Phía bên kia là ta có sân khấu. Đây là một số mai. Ở Mỹ có mai này, mai rừng quý vị, không khác mai gọi là mai Nhật Bản. Mai Nhật Bản, mai rừng chứ không phải mai năm cánh như Việt Nam, cho đó hơi khác. Hãy xem một chút xíu các bé trên sân khấu biểu diễn tài năng. Coi chừng copy rồi. Vâng rồi. Quý vị thấy không, các em lên sân khấu nhảy mua tiền này cái. Đang đi ở trong khu phố hoa, và ngày hôm nay tour guide chúng ta không ai xa lạ, đó là ông Ngô Kỷ. Vâng, đặc biệt thưa quý vị, đây là một dàn quý vị kỹ thuật phim ảnh gồm có những nhà kỹ thuật, những phóng viên Việt Nam lẫn Mỹ đang thao hình các cuộc triển lãm này thưa quý vị. Tiếp tục những cái
tiểu cảnh. Vâng. Ở bên trong này. Vâng, ở trên sân khấu có con lăng màu vàng. Vâng. Nên quý vị thấy những con lăng màu vàng đó, đó đẹp, rất là đẹp. Vâng. Nói lên cái văn hóa Việt Nam. Vâng, à, Tết. Phố hoa trên cái con đường men cổ, phố cổ của đường men Gà Đằng Rồ. Vâng. Con đường men này là con đường phố cổ mang tính là hoàn toàn là tính con đường của Mỹ. Nghe nhưng mà được đem cái văn hóa Việt Nam vào trong đây. Vâng. Trong những ngày này. Vâng. Hello, ca gia. Rồi cái gì đây? Con nói gì? Con nói gì đây? Con nói gì? Con đứng các em nói gì? Phố Bô Sa TV nói cả thế giới đang nghe các con, các năng nói đi. Tới đây là tới gian hàng này sẽ được cà phê đúng không? Dạ đúng rồi. Bán cho cà phê này. Miễn phí mà phí kia cái biết hòa tan 3 trong 1. 3 trong 1 của chụp cái chủ điện cái thôi. Trời này ếch mộ ông lắm đó. Ông tìm ếch mộ chú vô kỹ lắm á. Bây giờ ta sẽ kiếm được cái cà phê đó. Dạ đúng rồi. Muốn hả? Xích xích răng chứ rồi. Chụp chú vô kỹ chú đi. Trời chú nói chuyện trên này ổng ái mộ chú lắm. Rồi cảm ơn nhiều nha. Rồi rồi rồi. Happy New Year một lần nữa nè. 1, 2, 3. À ơi, đứng ra. Chúc mừng năm mới. 1, 2, 3. Chúc mừng Happy New Year nha. Rồi, rồi, để đây. Rồi, anh cầm cái cà. Nè, bao cái gì mình liên lạc nha. Happy New Year. Cầu cầu nguyện cho anh nha. Bao nhiêu đẻ. Rồi, cái dạy đây nha. Quay. Bạn này mới chụp vô cô Kỷ hả? Đâu đâu mới chụp hình với cô Kỷ. Từ đâu tới? Đây gần đây gần rồi. Tại sao hôm nay đi hai vị đi ngày hôm nay là đi từ hồi nào giờ rồi? Dạ mới xuất phát đi và chú thấy chú cô Kỷ ái mộ quá. Ông xã cháu ái mộ chú cô Kỷ về chính trị đó, chuyện rất là hay. Của đài Bonsai TV. Năm mới chúc cho đài được nhiều thành công trong năm 2024 con rồng. Vâng, Ngô Kỷ bị người ta chửi lắm mà tại sao hai người dám căng đảm lại hả? Anh cướp câu hỏi của em rồi. Đâu hỏi đi, sao anh quên? Ông anh là coi như là tại sao lại ái mộ Ngô Kỷ? Không dám nói. Chỉ thích anh thôi, cảm thấy anh tội nghiệp anh. Anh đấu tranh cho đất nước, cho tự do, cho mọi người hết. Tiếng nói của anh rất là lớn mạnh trong cộng đồng Việt Nam. Tụi cháu ủng hộ chú Ngô Kỷ thôi chứ không có vấn đề gì hết. Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Cảm ơn nha. Happy New Year nha. Đây là like vô phố Bosa qua trực tiếp nha. Phố Bosa qua trực tiếp nha. Ok. Okay. Đây chụp hình, đang chụp hình hả? Vâng. Tết anh nhà báo rồi lắm, tôi coi theo dõi anh từng ly từng tí. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Tôi thích anh nhà báo. Gần lại cho anh chụp cho dễ. Anh lùi lại chút xíu cũng được. Rồi. Anh lùi lại chút xíu. Rồi, ok. Rồi. Hỏi luôn, tại sao thích? Thấy anh nói chuyện rất là nhà báo nhưng mà rất là đi thẳng đường và nói đúng. Mình rất cảm phục anh. Cảm ơn anh. Thì những chương trình nào mà anh thích xem? Những cái chương trình anh mở lên là tôi đều coi hết. Nội dung nó nhiều mà nó vừa chính trị, nó vừa giải trí, nó vừa đúng. Chính trị hay là giải trí hay là cái gì tôi cũng thích anh đi đúng đường. Anh làm gì cũng đúng hết. Anh có thể cho mình biết rõ hơn là đúng đường là đường đi sao cho đúng để mình đi đừng chật không? Anh nói về cái những cái chuyện gì ra là nói đúng theo cái hiện tại hết. Anh không có nói thêm bớt, không có gì hết. Tôi quan trọng nữa là anh đã gọi là đăng ký kênh chưa ạ? Dạ chưa, nhưng mà tôi có mở lên Bluetooth là tôi khoái anh. Tôi không biết, cái đó là mình nói sự thật. Tôi không có xài phone á, tôi biết. Tôi mở TV thấy Bluetooth là tôi đã thích anh. Cảm ơn rất nhiều, anh cho một lời chúc tới khán thính giả Phố Bô Sa TV ạ. Chúc khán giả TV một năm mới tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc. Chúc Phố Bô Sa TV chủ kênh cái gì không? Chúc anh làm được nhiều và tiến bộ rất là nhiều. Dạ, okay, cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn. Dạ. Vâng, thưa quý vị. Vâng. Khán giả rất là thân thương. Tiếp tục ông Ngô Kỷ ơi. Vâng, đây chúng ta đang tiếp tục đi tới cuối đường. Hôm nay là ông Ngô Kỷ làm cái công việc là review từng cái tiểu cảnh và sẽ chấm điểm từng cái tiểu cảnh. Vâng, đây là ngồi ngồi. Không thể làm một cách sơ sài được. Vâng, ngồi chương trình. Đây, những đó hoa thưa quý vị. Phố hoa mà
Do đó đây là xứ người, do đó những cái chương trình như này rất là khó khăn thưa quý vị, đặc biệt trong cái hoàn cảnh như thế này. Tuy nhiên mới 2 năm mà như vậy là quá tốt và hy vọng trong tương lai. Vâng, một cảnh mà không thể thiếu được, đây là kỷ niệm, xin lỗi anh, đây là một kỷ niệm mà không thể thiếu được. Xa xích lô máy, vâng, đây là đặc biệt thưa quý vị. Người Việt Nam ai cũng có kỷ niệm với những cái kỷ niệm như thế này. Chiếc xích lô máy, có chiếc xích lô đạp hồi nãy, và đây là chiếc xe xích lô máy nổ. Vâng, rất là thân thương với cái ngày miền Nam Việt Nam. Bây giờ Việt Nam còn xe này không anh Lăng? Bây giờ là không còn đâu trên thế giới nữa. Vâng, năm 75 trước năm 75. Nó phải nằm trong viện bảo tàng thôi. Viện bảo tàng và kỷ niệm thôi. Và bây giờ cái này rất là đặc biệt anh. Một người trẻ là làm ông đồ trẻ, không còn ông đồ già nữa. Đây là ông đồ của thế hệ của 4.0. Đây, ông đồ già 4.0. Chứ không còn ông đồ trẻ chứ không phải ông đồ già. Lùi ra, vâng, vâng, đây. Vâng, đây là phố Bosa TV. Đăng lại toàn thế giới để trực tiếp. Vâng, thưa quý vị thấy những nét phượng múa rồng bay. Vâng, anh chờ một xíu. Anh nói vài lời, một đặc biệt ông đồ trẻ. Anh nói vài lời. Viết xong. Đặt, anh vừa viết rồi nói, đi. Viết xong. Vâng. Vâng, quý vị thấy đây phượng múa rồng bay đó quý vị, ngay tại thủ đô Lisbon, ngay gần đất nước Hoa Kỳ. Đó quý vị. Mới viết bằng này còn thêm tài này nữa nha. Mỗi năm hoa đầu nữa lại thấy ông đầu trẻ. Vâng, lại thấy ông đồ già. Vâng, bây giờ đây này, đây theo quý vị. Đa Phước hả? Đa gì đó. Để coi. Vâng, quý vị thấy đẹp không quý vị? Đó là mình gọi là thư pháp đó quý vị, thư pháp viết chữ Việt nhưng cái nét giống như chữ Nho ngày xưa của Việt Nam mình đó, chữ Nho. Đa tài đa, để coi đa gì, đa lộc hả? Đa tài đa lộc. Y chang rồi, đa tài nhiều tiền nhiều lộc đi vào. Vâng, đa tài đa lộc, để coi chữ gì nữa. Đa gì, đa phú quý, đúng rồi, đa phú quý. Trời ơi, có ai mà được cái câu này thì có phước quá rồi. Trời ơi, đó đa tài đa lộc đa phú quý, tôi nghĩ có everything rồi. Trời ơi, quá dễ thương không quý vị, quá đẹp. Và đây một món quà vô giá trong ngày Tết như thế này, ai mà vâng. Bây giờ để coi nếu ai mà liên lạc về anh này, ông đồ trẻ này, liên lạc số phone nào ta? 714. Em cho cái 714 số mấy? Xin. Không, lấy ngay tiền này, tiếng này em nói đi. Liên lạc về số mấy? Liên lạc 714 854 5454, gặp Master Khang ạ. Em đọc lại. 714 854 5454. Rồi, sẽ gặp được ông đồ trẻ này và sẽ giúp cho những cái ok. Vâng, thưa quý vị, vâng, anh ông đồ đang quá bận nha. Thì cho đó rồi hẹn lại quý vị nha. Ok, yeah, ok, mình gặp lại. Chào ông đồ nha. Ok, vâng. Vâng. Vâng, thưa quý vị, vâng, đi về về thương à. Vâng. Đây những hình ảnh, đây những anh mặc áo dài. Ô, mặc áo dài con rồng hả mà. Vâng, thưa quý vị, dễ thương quý vị. Và những cơ sở gọi là bảo trợ cho cái phố hoa Tết này. Chúng ta là thấy có khá nhiều những cái nhà hàng, công ty, vân vân. Và quý vị thấy các em, quan trọng anh thấy đặc biệt là các người trẻ là hiện diện nơi cái này mới là vấn đề. Những người già thì mình không nói, những người trẻ, các cô gái này nọ, còn các trẻ em nữa. Do đó rất là quan trọng cái nền văn hóa Việt Nam để được phổ biến, tiếp tục cho các người trẻ biết cái văn hóa Việt Nam, Tết nhất Việt Nam đó là được. Cảm ơn những bậc phụ huynh cha mẹ đã đưa các em tới, cái điều này rất là quan trọng. Đây là cái nét văn hóa của Việt Nam và được sự hưởng ứng của đa số đồng hương, đặc biệt các phụ huynh. Cảm ơn chị. Vâng, đây là những câu thư pháp, gọi là thư pháp tôi gọi màu sắc. Chúc mừng năm mới an khang Tết 24, lộc tài vô ngày. Vâng, những cái thư pháp rất là màu mè, rất là đẹp. Cũng là mỗi cơ hội để chụp hình cho nên là phải xếp hàng dài như thế này đó.
Bây giờ mọi người thấy chụp hình phải xếp được một cái tấm ảnh đẹp là không phải là tự nhiên mà có, mà phải đứng xếp hàng dài đó. Chú, một nán vàng này tiêu cả 10 năm chưa hết á. Dạ. Và quý vị thấy phúc lộc thọ, phúc lộc. Đó, đó, hai em rất là dễ thương quý vị thấy không? Thôi. Rồi thưa quý vị, cái điều mà chúng tôi đang nói đây, đang ở Mỹ mà lại không thích sống nhà lầu à này nào, nhưng thích mái nhà tranh hai quả tim vàng, mời quý vị theo dõi bức nhà tranh à, cái nhà tranh, mời thưa quý vị, cái nhà tranh. Sống nhà lầu không thích, qua Mỹ là sống nhà tranh vàng hai quả tim vàng đây. Vâng thưa quý vị, dễ thương không, cái nón lá nữa. Vâng à, quý vị đang trực tiếp theo dõi live của phố Bosa TV từ toàn thế giới. Vâng à, đây à, quý vị thấy à, đây là căn nhà lá vàng, căn nhà lá. Hello, bên kia là anh Phong của tờ báo Viễn Đông. Vâng, tờ báo Viễn Đông. Vâng à, gia đình cũng đi vào có mái nhà tranh này. Vâng, đẹp không quý vị? Vâng. Mọi người gọi là chụp hình rất là trật tự, không có chen, không chen lấn đâu mà chụp hình. Không chen lấn, không chen lấn. Xếp hàng gọi là rất là trật tự để mà có thể được tới phần quý vị đó, dễ thương không? Đó, hai em dễ thương không? Ôi trời. Phim của mình để chụp. Vâng. Vâng, đây. Đây là căn nhà lá của vâng. Vâng, bên kia cũng có căn nhà lá bên kia nữa, căn nhà tranh. À bên kia tranh. À. Vâng, hai căn nhà tranh nhưng mà toàn là dân ở nhà lầu đi xếp hàng để mà được chụp. Vâng, do đó đời vậy đó. Đời sống nhà lầu nhưng thích chụp hình với nhà tranh. À. Đây là cây hoa hồng, hoa đào. Hoa đào tượng trưng cho miền Bắc. Vâng. Hoa đào. Vâng. Hoa đào đây không quý vị, các chị rất là tươi với hoa đào. Vâng. Đây là hoa mai và chú Ngô Kỷ. Đây là hoa mai và hoa mai, hoa đào. Đây là công ty máy bay phải không ạ? À? Không phải, cái gì? Máy bay, đi về Việt Nam hay này nọ, đi cả thế giới là tôi không đi tôi không biết. Vâng, chào các chị. Các chị muốn nói gì với Phố Bosa TV không? Mỹ nói tiếng Việt không ạ? You can speak English. Go ahead. Okay, tell us a little bit about EVA Airlines and also Okay, thưa quý vị, vâng. Happy New Year. Vâng, đây là hoa đào thưa quý vị, vâng. Đây hoa đào, hoa cúc. Đây, chị kia mặc đồ vàng thì chắc chắn là có những người yêu hoa cúc rồi. Đây hoa cúc màu vàng, vâng thưa quý vị. Vâng, chúng tôi đang đưa các bạn đi vào một cái khung cảnh phố hoa tại đường Men, vâng, thành phố Gần Đăng Lô. Tại sao quý vị thấy cái gì đây? Đây là strawberry, cái trái dâu. City Garden Road is the city of strawberry. Ok, mỗi năm có festival strawberry, festival every year. Do đó, Garden Road này, cái sản phẩm đặc sản của Garden Road là strawberry, trái dâu. Do đó, hình ảnh trái dâu quý vị thấy dễ thương không? Hàng năm có một cái festival rất là lớn để mà kỷ niệm cái thành phố mà trồng strawberry, trái dâu. Vâng, thưa quý vị thấy đặc biệt đây cả những người ngoại quốc cũng có mặt hôm nay chứ không phải riêng gì Việt Nam, do đó người ta rất là yêu văn hóa phong tục Việt Nam Tết. Vâng, you want say something? Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Happy New Year, yeah. Okay. Vâng, ông ta đã nói tiếng Việt. Vâng. Wow, chiếc xe đây, chiếc xe gì đây? Chiếc gọi là Tesla mà gọi là Cybertruck. À, nó giống gần là đề ra giống như Uber vậy đó ha, cũng kiểu giống như quân đội ha. À. Quá đặc biệt. À, quá đặc biệt, vâng, nhìn như ở phi thuyền á ha. Do có một gọi là thương hiệu nước mắm cá cơm Mỹ. À, nước mắm cá cơm Mỹ nghĩa là sản xuất tại Mỹ. Đúng, có thể ha, có thể, có lẽ là vậy. Phải mà ai đặt trách xe này anh hả? À, cái này tại sao cá ở Mỹ thì sao, cá cơm Mỹ là sao anh? Anh nói vài điều phố Bosa TV. Xe của em hả? Dạ, cái này là Sơn Sơn, nguyên liệu là cá cơm Mỹ. Cần nói lại không? Lùi ở đây. Ok, rồi. Rồi, anh đang đứng đây. Rồi. Rồi, đó.
giới thiệu sơ với Phố Bosa TV đang làm. Chiếc xe này là chiếc xe của em luôn phải không? Yes. Bây giờ mình nói nghe cho về bề cá trước, lát nữa mình nói về xe sau. Này nước mắm sơn, mình xài cá cơm Mỹ để sản xuất. Mình nhập về Phú Quốc, muối 1 năm ra nước, xong rồi bán lại 17 nước thế giới. Dạ. Yeah. Đi một vòng nhập luôn. Cá cơm từ Mỹ về Phú Quốc sản xuất. Dạ. Yeah. Yeah, đem gỗ về rừng. Dạ. Yeah. Xong rồi đem vào chỗ này đây. Dạ. Yeah, yeah. Tại sao nó phải đi vòng vậy? Tại vì nói chung mọi người cũng biết rồi, Việt Nam với lại mấy nước châu Âu là cũng hết cá rồi. Nếu mình không có làm cái này là từ từ mình sẽ mất cái truyền thống của nước mắm sản xuất ở Việt Nam. Thì mình có ý là để nhập cá cơm Mỹ về Việt Nam để làm. Dạ. Yeah. Tức là cá cơm là nguồn nguyên liệu thì là ở Mỹ. Nhưng mà cái kỹ thuật mà làm nước mắm thì không đâu qua Việt Nam, đặc biệt là Phú Quốc. Cho nên đưa về Phú Quốc để mà làm thành nước mắm. Xong rồi thị trường tiêu thụ thì lại đưa về trở về Mỹ. Nhưng mà chắc là ngoài thị trường tiêu thụ ở Mỹ thì thị trường tiêu thụ ở Việt Nam nó cũng rất là lớn đúng không? Dạ, yeah, yeah. Nước mắm sơn thì cũng bán được 17 nước với lại 6 continents. So we recently entered Dubai. We're in most of Asia, America, South America and Europe. Gia đình vợ Danny thì sản xuất nước mắm 4 đời rồi. Còn ông anh mà mình làm cái showroom ở dưới Phú Quốc thì gia đình 8 đời. Yeah, cộng vô là 12 đời, hơn 300 năm ở dưới Phú Quốc. Yeah. 17 nước như vậy thì chắc là bán cho không chỉ là người Việt Nam họ ăn mà có kể cả sắc dân khác không? Yeah, nước mắm sơn thì cũng mới ra mặt nationwide ở Whole Foods. Yeah, xong rồi xong rồi hồi nãy kể thì mình cũng mới bán qua Dubai mấy cái sòng bài mà của Atlantis MGM Group này kia. Yeah. Cái này mình có chai trong đó không? Mình mở ra mình xem cho bà con người ta coi thương hiệu được không? Thưa quý vị, vừa rồi anh Lăng đã giới thiệu cùng với người phụ trách đó quý vị. Vừa rồi anh Lăng phỏng vấn chấp nhóm một người phụ trách và một người coi như là đầu đàn trong cái chương trình này. Đây. Hai chai vàng, đây ngồi kỹ chai. Ok. Đây anh tặng cho kỹ chai anh Sơn một chai. Chữ Sơn này nó có chữ màu đỏ, màu trắng và màu xanh. Đó. Vâng. Thưa anh tôi hỏi, khi mà nhập cảng vô Mỹ như vậy phải qua hệ thống FDA về vệ sinh này nọ thưa anh? Dạ đúng rồi, xong rồi cái quy trình này cũng được chính phủ Mỹ hỗ trợ. Dạ, tại vì cái này là mình là product of USA cho nên mình bán cái gì product USA ở thế giới thì chính phủ Mỹ hỗ trợ với marketing and advertising. Vâng. Yeah, we work directly with Western United States Trade Association. So hopefully, you know, mọi người ủng hộ sản phẩm truyền thống mà gốc là Mỹ. Vâng, ở Mỹ này thì ở Mỹ này thì người ta mua ở đâu? Dạ thì vòng vòng mấy siêu thị ở Bosa thì có. Dạ. À, các siêu thị có, các siêu thị Việt Nam, các chợ Việt Nam. Bây giờ nhân dịp mà coi như là chẳng những là nước mắm mà lại còn chúng ta thấy có chiếc Cybertruck ở đây nữa. Cybertruck ý là nói là Cybertruck mua ra để mà chở nước mắm rất là thích hợp. Bây giờ mình nhờ anh chủ này cho mình một cái tour. Vâng, cái tour, vâng. Anh cho một cái tour Cybertruck được không? Wow, xe giống như xe Cybertruck mà chở nước mắm là hợp luôn. À, rất là hợp, đủ rồi nè, xe này có vẻ giống như xe đi trên không gian đó quý vị, vâng, như Star Wars đó, vâng. Đó, quý vị thấy những cái xe. Vào đường anh. À, anh Vũ Hoàng Lăng. Anh Vũ Hoàng Lăng đi xe VinFast, đi xe rồi đi xe Tesla, bây giờ lại ngồi lên chiếc xe này rất là đặc biệt. Cái này của Tesla hả anh Lăng? Cái này của Tesla? Cái này của Tesla. Tesla, của bus, và anh Lăng này. Anh chào, Happy New Year. Qua bên ghế chở tay lái nha, mọi người thấy tay lái vuông nha, mọi người thấy tay lái gọi là tay lái kiểu giống như là chơi game á, rất đơn giản, cũng giống như là cái và cái này thì là màn hình cũng khá là lớn. Rồi chúc chị. Hi chị. Hello. Xin chào mọi người. Coi như lần đầu tiên mình
và phía trước, đây là mình phía trước mình thấy gọi là khá là đơn giản nè, không có màu mè gì cả, đúng gọi là phong cách của Tesla. Hôm nay chị được ngồi cận cảnh trong xe của và trong này thì chúng ta thấy wow, rất rộng rãi nha. Không, cái tray này thì mình còn nữa nè, còn dưới nữa nè, đó. Wow, mọi người thấy là rất là nhiều người hứng thú với chiếc xe này được mở ra. Sunroof. Sunroof chia ra hai ba cái khu vực như thế này. Đó. Có thể nói là nhìn dáng rất là bên ngoài rất gồ ghề nhưng bên trong gọi là chắc chắn và cũng rất là có nhiều đường nét đẹp. Đó. Mọi người coi phía sau rồi. Cho anh vô chút nha. Đang trước thử rồi. Car is this? Đây. I know, but whose car is it? He's around here. He's around here. In the back. Oh, so he's the guy, huh? Cái chiếc này là coi như là em gọi là order bao lâu mới có? 4 năm. 4 năm? Yeah. Wow. Yeah. Lấy được hồi nào vậy? Mới tuần trước. Yeah, yeah. Vừa đúng lúc để mà chở nước mắm ra hỗ trợ. Nhà anh này xe công ty chứ không phải xe mình. Mà chạy được chạy thấy như thế nào rồi? Yeah, it's very light. Yeah, yeah. Nhưng mà anh phỏng vấn Rudy á, Rudy lái nhiều hơn. Rudy lái nhiều hơn hả? Yeah, Rudy nè. Rudy ai đâu? Không phải hả? No, it's not original. Like it's not stainless steel. This is like a wrap. They are wrap, right? Này mở ra làm sao? Thấy nó thẳng băng vậy mở ra làm sao? Này mở ra làm sao? À, có một nút nhỏ vậy thôi. Wow. Look at this. À, nhẹ nhàng ra. Sau có màn ảnh đây nha. Và coi như là nguyên một cái ở trên. Sunroof ở trên. Vô trong hoàn toàn mát, không có không thấy nóng gì hết. Ok. Chụp giùm anh tấm. Mình vào đây mình làm tại tấm nữa cho mọi người xem. Rồi, quá đẹp. Đó, làm lại. Quý vị thấy rồi. Xe order tới 6 năm mới có. Kính chào quý vị, tôi là luật sư Di Trú Vũ Tuấn Huy, luật sư điều hành của tổ hợp luật sư Di Trú First Consulting Group, dành cho quý vị đang quan tâm đến vấn đề di trú Mỹ hay muốn tìm hiểu về cách thức định cư hợp pháp và hiệu quả. Tất cả sẽ được giải đáp trong buổi chia sẻ trực tiếp trên kênh Phố Bosa TV. Chương trình sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2024 vào mỗi thứ tư hàng tuần lúc 5 giờ chiều. Kính thưa quý vị, nhiều chính trị gia, đạo đức giả, dối trá, bất tài đã đánh mất niềm tin đối với cộng đồng chúng ta. Đó là lý do tại sao niềm tin trở nên quan trọng đến như vậy. Là một chủ doanh nghiệp, luật sư và hai lần là ủy viên thành phố, đại diện và tranh đấu cho quyền lợi của cộng đồng Việt Nam, tôi đã học được rằng niềm tin không phải đến tự nhiên mà phải được xây dựng nên. Là đại diện của cộng đồng, tôi sẽ làm việc không ngừng để giá nhà trở nên hợp lý hơn, khu phố an toàn, tội phạm phải bị xử lý, giải quyết vấn đề vô gia cư và hệ thống giáo dục của chúng ta tiếp tục cải tiến. I am Jimmy Pham and I approve this message. Như vậy là chúng ta vừa mới đi một vòng hơi nhanh qua khu phố hoa này.
với những cái tiểu cảnh như vậy, thì ở đây chúng ta đứng và nói lại vài câu trước khi mà nghe những cái lời kết luận từ phía ông Ngô Kỷ. Trước hết thì ông Ngô Kỷ đánh giá cái tiểu cảnh nào là cái tiểu cảnh mà ông thích nhất hôm nay ạ? Vâng, nếu mà nói tôi đánh giá thì tôi cũng không có tư cách gì đánh giá, thưa các bạn, thưa quý vị. Tuy nhiên, tôi thì thấy thì đánh giá nó cao quá, mình đứng ở trên mình đánh giá xuống, thường thường chỉ đánh giá là vậy. Rớt, ông chánh án, ông đánh giá này nọ, còn tôi chỉ chia sẻ cảm tưởng, vâng, thì tôi nghĩ rằng nó thích hợp với tôi hơn, còn tùy mỗi người. Thì cái bày tỏ cảm tưởng hay cái nhận xét của tôi như thế nào đó, thì tôi nghĩ rằng chỉ gốm tụng trong hai chữ tuyệt vời, thưa quý vị. Tiếng Nhật 6 chữ, hai chữ mà trở thành 6 chữ. Vâng, nhấn mạnh 3 lần. Vâng, thưa quý vị, đôi một xứ lạ quê người, đất khách quê người như thế này, còn một kiếp sống tha hương, tha phương như thế này, mà có được một khung cảnh mà trữ tình ấm cúng thân mật mà lưu luyến và văn hóa dân tộc như thế này, tôi nghĩ rằng tuyệt vời, không có chữ nào khác hơn. Và xin gửi những bông hồng thân ái nhất, quý mến nhất, cảm ơn nhất đến ban tổ chức cũng như ban giám đốc và những người thực hiện cái phố hoa này. Đó là lời chân thành của tôi, cá nhân tôi và tôi, những người Việt yêu quê hương, yêu đất nước. Thưa quý vị, nếu nói rằng bữa nay tôi nhận xét cái cảnh nào, cái gian hàng nào mà đẹp nhất thế này nọ, khó mà nói, cũng giống như nó mỗi người mỗi vẻ, 10 phân bạc 10, cũng như Thi Kiều Thi Văn vậy, cái đó khó mà phân tích cái nào mà đẹp hơn, giá trị hơn. Tuy nhiên, nếu mà nói mà tôi trân quý kính trọng nhất trong cái này đó, mà cái mà làm tôi ấm lòng nhất là lá cờ vàng ba sao đỏ Việt Nam Cộng Hòa, thưa quý vị. Đó là vấn đề tôi nghĩ rằng giá trị nhất. Tất cả những kia cũng giá trị, tính các văn hóa nghệ thuật về tập quán dân tộc, tuy nhiên nó cũng không ra ngoài cái lá cờ vàng ba sao đỏ tượng trưng cho dân tộc Việt Nam, cho đất nước của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, cho miền Nam Việt Nam. Do đó lá cờ vàng ba sao đỏ, quý vị thấy đó, nó đã nằm trên cái nơi mà lá cờ vàng ba sao đỏ biểu tượng cho dân tộc, cho đất nước miền Nam Việt Nam. Và cái phố hoa này dù rằng không có tính cách chính trị, không có phải là đây một tổ chức để mình làm chính trị, tuy nhiên có sự mà người ta treo cao những lá cờ, không phải một lá mà nhiều lá cờ vàng ba sao đỏ dọc theo cái phố hoa này, đã nói lên cái quan điểm chính trị, cũng như họ không làm chính trị có thể, tuy nhiên có quan điểm chính trị và lập trường chính trị của ban tổ chức, cũng như cái tinh thần của phố hoa này đứng về lập trường của người quốc gia, tại vì người ta rời đất nước để mà có phố hoa này, và phố hoa này để mà cung ứng, để phục vụ cho đồng hương đồng bào, những người tị nạn cộng sản, những người cơ vàng ba sao đỏ. Do đó tôi nghĩ rằng cái cờ vàng ba sao đỏ có hiện diện hôm nay đã làm cho tôi, cá nhân tôi rất ấm lòng, rất là an ủi, rất là hạnh phúc. Và tôi nghĩ đây là cái câu trả lời mạnh mẽ nhất cho ông từ phó thị trưởng tức nhân nghị viên Nam Quang Nguyễn, ông thị trưởng Trạc Lê Nguyễn Chí, ông luật sư Nguyễn Lăng và tập đoàn của họ, thấy rằng những điều họ tuyên bố công nhận lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ chính thức, và lá cờ vàng ba sao đỏ là lá cờ di sản quá khứ quen đi, và chỉ có lá cờ đỏ sao vàng mới được cộng đồng công nhận và lá cờ chính thức, điều đó họ rất là sai. Và hôm nay không những tại phố hoa mà ngay diễn hành Tết ngày hôm qua tại ngay thủ đô thị nạn cũng dương cao cờ vàng ba sao đỏ Việt Nam Hòa và hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Điều đó tôi nghĩ rằng Nam Quang Nguyễn, Charlie Chí và Nguyễn Quốc Lăng và tập đoàn họ thấy được là họ đã sai, và tôi chờ đợi sự xin lỗi, sự tạ tội của họ đối với cộng đồng đất nước, thưa anh. Năm ngoái thì cũng mọi người nếu quan sát đã thấy một cái sự ồn ào khi mà ông lên tiếng đủ thứ, đặc biệt là về những cái vấn đề là con rồng không được màu đỏ vân vân. Năm nay không, hoàn toàn không thấy ông lên tiếng điều gì về cái điều đó, và còn đi thăm rồi còn khen ngợi rất là nhiều. Có cái điều gì nó đã khác từ năm ngoái tới năm nay ạ? Vâng, khác thời gian, nó khác hoàn cảnh, nó khác. Năm ngoái, thưa quý vị, chắc là quý vị còn nhớ, tôi những ngày trước khi mà Tết, trước khi có phố hoa, năm ngoái là năm đầu tiên đó quý vị,
thì vấn đề đặt ra tôi là đấu tranh chính trị, ngoài vấn đề tôi tôn trọng văn hóa xã hội và phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam, ngày Tết có ngày vui phố hoa. Tuy nhiên, tại vì những ngày đầu trước khi mà ra mắt cái phố hoa có những cái sự mà giới thiệu hay trình bày, nó có tính cách lệch lạc, nó có tính cách chính trị, gồm có những nhân vật mà có những sự liên hệ với cộng sản, cũng như có những màu sắc mà ban tổ chức tuyên bố rằng sẽ nhập từ Việt Nam qua, rồi sẽ đưa tới mấy chục nghệ nhân Việt Nam qua, rồi có những con rồng màu đỏ, màu vàng này nọ. Và tôi nghĩ rằng đối với tôi là dưới con mắt nhà đấu tranh chính trị chống cộng sản, và tôi cho rằng có màu sắc mà đỏ vàng từ Việt Nam có thể từ cho bộ tuyên giáo, bộ chính trị, hay là từ dư luận viên bò đỏ và này nọ, nó liên hệ đến chính trị hòa hợp hòa giải. Và những nhân sự người ta nói sẽ đưa từ mấy chục nghệ nhân Việt Nam qua, rồi ngay cả những người cách hoa hay những người làm giám đốc này nọ có liên hệ cộng sản. Do đó tôi cho rằng cái chợ hoa, phố hoa năm ngoái nó có sự liên hệ với cộng sản dù vô tình hay cố ý. Chính vì vậy mà tôi đã lên tiếng và yêu cầu ban giám đốc phải xác lại, và tôi không muốn có chính trị, không dính cộng sản vào trong cái phố hoa ngày văn hóa như thế này. Và anh Linh Nguyễn là người trưởng ban tổ chức đã khi nghe những lời góp ý xây dựng chắc là chân thành tôi, và anh tôi đã gặp gỡ tôi và chúng ta đã ngồi nói chuyện vui vẻ giải thích, và anh ta đã hứa với tôi là anh ta sa thải một số người mà nó tuyên bố những lời xúc phạm đến cộng đồng nạn, tuyên bố những lời xúc phạm đến những người chống cộng hoặc là những người yêu chuộng cờ vàng. Và chính đích thân anh để nhờ tôi chở anh đi mượn mấy chục lá cờ vàng để mà treo trong cái dịp phố hoa năm ngoái. Và năm ngoái có hát chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, cử hành quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa màu vàng hoa rõ. Và năm nay thì anh thấy trước mặt chúng tôi ngọn cờ vàng hoa rõ đã tung bay, thì tôi thấy không có lý do gì để mà chúng ta ý kiến phản đối gì cả. Và tôi nghĩ rằng mọi chuyện suôn sẻ, và những ngọn cờ vàng treo như vậy đã nói lên lập trường quốc gia và không dính dáng gì đến cộng sản, điều đó rất là tốt. Và tôi xin gửi những bông hồng cho anh Nguyễn Linh cũng như ban tổ chức, ban giám đốc cũng như những người điều hợp cái chương trình này. Vâng, thưa anh, thì tôi lấy làm hân hoan và tôi nghĩ rằng đồng hương tới đã vui và phấn khởi khi thấy lá cờ vàng hoa sỏ tung bay, xác định lập trường chính trị là lúc nào cũng tôn trọng lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa, thưa anh. Tôi còn nhớ không lầm là phỏng vấn ông không ít lần. Lần nào ông cũng phản đối một cách quyết liệt về cái con rồng đó là sẽ không được một tí màu đỏ nào cả. Nhất là có một cái sự cố là ông nói rằng là cái có con mắt hay con gì đó, hay là cái vây gì đó của con rồng nó màu đỏ, ông cũng nhất định buộc ông trưởng ban tổ chức là anh Linh Nguyễn, chủ cà phê Phúc Long, buộc cho người sơn nó đi. Năm nay ông đã không quyết liệt cái điều đó, mà thậm chí nói một cách cắt cớ thì ngay con rồng của ông ở đây cũng có cái lưỡi màu đỏ đỏ ở đây. Thì ông có cái lời giải thích nào cho cái việc đó không? Vâng, tôi đã nói anh hồi nãy rồi. Để trước khi anh hỏi tôi đã nói, nó tùy theo hoàn cảnh, tùy theo thời gian, tùy theo cái sự kiện. Nó nói năm ngoái con rồng nó nhập cảnh từ Việt Nam qua, và các nhân sự nó, dù ông Nguyễn Linh có biết hay không biết hay này nọ, tuy nhiên qua sự tìm hiểu tôi, ví dụ ông John gì đó là một nhân vật liên hệ cộng sản rất là chặt chẽ, rồi một bà phụ trách về cắm hoa này nọ cũng là tổ chức có mấy chục cái triển lãm tại Việt Nam liên hệ cộng sản rất là chặt chẽ, cũng như một số nhân viên liên hệ cộng sản chặt chẽ, và người ta nói rằng đưa tới mấy chục nghệ nhân từ Việt Nam qua này nọ, và có khuynh hướng có vẻ tuyên truyền cho cộng sản. Dù rằng tôi không nghĩ đó là cái chủ trương của ông Nguyễn Linh, tuy nhiên những người phụ tá, những người trong ban điều hợp đã lợi dụng để có những lời lẽ tuyên truyền cộng sản. Do đó từ đó tôi nghĩ rằng những con rồng mà làm tại Việt Nam có tính cách hòa hợp hòa giải, do bộ chính trị hay bộ văn tuyên giáo hay này nọ, ban nghệ thuật thông tin của cộng sản muốn có tính cách hòa hợp và giải, qua con mắt chính trị của tôi có quyền phản đối. Và tuy nhiên hôm năm nay thì tôi nghĩ rằng mọi sự sắp xếp, và không có nghe nói là nhập cảnh con rồng từ Việt Nam qua, cũng như các nhân sự không có nghe tuyên truyền cho cộng sản. Và ông Nguyễn Linh năm ngoái đã treo cờ vàng ba sọc đỏ, và bây giờ cũng treo cờ vàng ba sọc đỏ Việt Nam Cộng Hòa, do đó cái lập trường chính trị ông rất là rõ ràng, do đó không có gì để chống đối. Cũng như con rồng có lưỡi đỏ này nọ, nó chỉ là một cái biểu tượng con rồng thôi, nó không quan tính cách chính trị. Có những sự kiện
mà nó cũng giống như vậy nhưng mang sự cái hình ảnh hay cái tinh thần chính trị. Tôi không phải là người chống cộng quá khích, tôi không phải là những người mà như con bò mọng, bò đỏ của Tây Ban Nha, thấy màu đỏ là hút vô. Những con bò ở Tây Ban Nha nó vậy nhưng tôi không. Tôi đấu tranh, tôi có sự suy xét và có những cái sự mà suy nghĩ chiến tráng của tôi. Tôi là nhà đấu tranh, tôi nhìn vấn đề nó khác những nhà nghệ thuật. Những nhà nghệ thuật có thể nhìn thuần túy về nghệ thuật, nhưng nhân tương tôi cũng như từ lên án ông Nam Quang Nguyễn hiện tại là nghị viên thành phố Westminster, ông Chuck Lê Quỳnh Trí thị trưởng của Westminster, hay là ông Nguyễn Quốc Lăng của ủy viên giáo dục của Gạch Đăng Rô và tranh cử thị trưởng. Tôi cho những người đó đã trở cờ theo cộng sản, nối giáo cộng sản thì lên án là chửi bới nhục mạ là cờ vàng đỏ Việt Nam Hòa và ca ngợi ngay giữa thành phố ngày 13 tháng 10. Ngày 13 tháng 12 năm 2023 đã tuyên bố dù muốn dù không, cộng đồng hải ngoại, cộng đồng tộc Winter phải công nhận lá cờ đỏ sao vàng là chính thức của Việt Nam và đã xí vả nhục mạ lá cờ vàng ba sọc đỏ đã chết rồi chỉ thành di sản dĩ vãng. Và tôi lên án cái hành động trở cờ theo giặc phản bội cộng đồng của Nam Quang Nguyễn, Chuck Liên Trí, Nguyễn Quốc Lăng và tập đoàn. Và do đó chính vì vậy mà tôi đã nói rồi, tất cả tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái trường hợp, tùy theo thời gian. Do đó tôi không thấy gì xấu hổ hay sai trái khi năm ngoái tôi lên tiếng phản đối. Tôi phản đối và ông Linh Nguyễn thấy điều tôi phản đối đúng. Do đó ông đã nghe lời tôi và tôi rất là vui. Bằng chứng là anh thấy năm ngoái đã treo cờ vàng ba sọc đỏ Việt Nam Cộng Hòa và hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Điều đó thì tôi tranh đấu rất là đúng và năm ngoái chính ban tổ chức đã không có màu đỏ trên nền cùng vàng, cùng rồng này nọ thưa anh. Và như vậy là tôi tranh đấu về vấn đề chính trị. Còn bây giờ những sự trang trí bây giờ tính cách nghệ thuật không còn chính trị dính vào thưa anh. Cảm ơn ông về cái điều đó và thấy trên tay ông có cầm một cái chai nước mắm vừa mới được tặng. Đó là chai nước mắm gọi là nước mắm cá cơm Mỹ. Ông có phải là người ăn nước mắm hay không ạ? Mà tôi ăn nước mắm rất là nhiều. Tôi là người Việt Nam, tôi ăn gạo, nước mắm là sản phẩm chính của tôi, xì dầu này nọ. Tuy nhiên nước mắm là sản phẩm và cái máu của tôi có nước mắm. Và tôi rất là vui gặp ban giám đốc của nước mắm Sơn. Và hồi nãy chúng ta có cuộc phỏng vấn và anh ta nói rất là rõ. Thì tôi không có gì trở ngại hay phiền phức và anh ta tặng tôi và anh Vũ Hoàng Lăng mỗi người một chai nước mắm như thế này. Chúng tôi không làm vấn đề quảng cáo, tuy nhiên họ là người Việt Nam và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi hỗ trợ những sản phẩm Việt Nam. Tính cách thương mại của những người làm thương mại và điều đó rất là cần thiết. Do đó tôi nghĩ rằng rất là tốt, tại vì theo anh ta nói cái nước mắm này lấy từ cá cơm ở tại Mỹ và đưa về Phú Quốc để mà sản xuất để làm ra nước mắm và đưa ngược về Mỹ để mà bán cho nước Mỹ, cho cộng đồng Việt Nam, cho người Mỹ và 17 quốc gia trên thế giới. Điều đó tôi nghĩ là điều rất là tốt. Tôi có hỏi rất là rõ, khi nước mắm anh làm như vậy từ Việt Nam đưa qua có được FBI là cơ quan kiểm soát về thực phẩm FDA của Hoa Kỳ, anh ta nói có, bán tại Mỹ phải qua cái hệ thống kiểm soát rất là chặt chẽ. Và tôi nghĩ rằng điều sức khỏe rất là quan trọng. Mà khi được cơ quan FDA, cơ quan kiểm soát về thực phẩm đã ok, đã đồng ý, đã cho phép thì tôi nghĩ rằng tôi khuyến khích đồng bào nên sử dụng nước mắm Sơn này, cá cơm từ Mỹ làm tại Phú Quốc. Và tôi nghĩ rằng không có gì sai, Phú Quốc cũng là người dân Việt Nam và có công an Việt Nam cho những ngư phủ, ngư dân và đồng bào để mà chế biến sản xuất ra nước mắm, điều đó tốt, không có gì chính trị trên em trong này cả. Cũng giống như xe VinFast cũng như cà phê Trung Nguyên, hồi nãy chúng ta đang ở ngay cái phố này và có cà phê Phúc Long là của anh Nguyễn Linh và chúng tôi quen biết anh từ 30-40 năm nay. Và Phúc Long cũng là quán tiệm cà phê, một sản phẩm của Việt Nam, không có gì trở ngại. Chúng tôi hỗ trợ những sản phẩm, tất cả sản phẩm Việt Nam của người dân Việt Nam như bánh bía, gạo Mỹ Tho, gạo Sóc Trăng và nước mắm Phan Thiết, hai áo quần dài dép, những sản phẩm của Việt Nam, của nhân dân Việt Nam. Tôi không quá khích, tôi không cực đoan. Chúng tôi chỉ chống chủ nghĩa cộng sản, chế độ cộng sản, những người lãnh đạo thôi, chứ không có dính dáng gì về nhân dân Việt Nam thưa anh. Và chúng ta hôm nay ngày vui, chúng tôi không nói gì về chính trị, nhưng anh đã hỏi thì chúng tôi trả lời thưa anh Vũ Quang Lăng. Rồi, ông cho một lần nữa một lời chúc tới mọi người ở khắp nơi trước khi chúng ta khép lại cái phóng sự ngày hôm nay ở đây. Được biết rằng là ông cũng còn rất là nhiều
những chương trình của ngày hôm nay và ai cũng vậy sẽ chạy còn nhiều cái chương trình nữa, phải không? Vâng, sau này thì sau chương trình này chúng tôi phải qua các nơi các bác sĩ Michael Đào có một cái buổi cùng celebration mừng cái Tết rất là lớn Giáp Thìn này, và tôi rất là vui sẽ tham dự. Và thưa quý vị, thì nhân dịp đây thì ngày vui ngày Tết chẳng có gì chính trị chính em gì cả, chúng tôi không lợi dụng dịp này để nói chính trị, chúng tôi nói ngày vui, và chúng tôi rất là vui có mặt cùng Phú Bô Sa để chia sẻ những tâm tình trong ngày đầu năm. Và chúng tôi xin kính chúc các bạn, tất cả những mọi người, cả thương người ghét, đặc biệt những khán giả Phú Bô Sa, những lời chúc chân thành tốt đẹp nhất trong mùa Tết Giáp Thìn. Chúc Steph, các nhân viên, các biên tập viên Tường Vi, Andrew Lê và tất cả kỹ thuật viên, biên tập viên của Phú Bô Sa, đặc biệt anh Vũ Quang Lăng, chân cứng áo mềm, mạnh khỏe, sức khỏe, và càng ngày càng đóng góp vào cho cái tiếng nói Phú Bô Sa mạnh mẽ để đưa tiếng nói đến rộng rãi đồng hương. Ngô Kỳ xin kính chào, kính chúc vị an khang thịnh vượng năm mới. Xin cảm ơn Ngô Kỳ, và bây giờ chúng ta sẽ còn ngó một vài cái bối cảnh trước khi gặp lại. Đây là chiếc, một lần nữa, chiếc Cybertruck. Chiếc Cybertruck gồ ghề, cận cảnh chiếc Cybertruck gồ ghề. Cái cây để mà gọi là quẹt nước nó dài thòn nguyên như cái đòn gánh luôn. Đó. Và công dụng của Cybertruck không có gì lý tưởng hơn là để chở nước mắm. Cho mọi người xem lại một lần nữa những cái tiểu cảnh ở đây, cũng như là cái không khí nhộn nhịp ở đây trước khi chúng ta chấm dứt. Các loại nhang đủ màu. Rất kiên nhẫn đứng xếp hàng để tới lượt mình được đứng vào những cái tiểu cảnh yêu thích của mình để chụp. Đấy, những cái hàng xếp rất là trật tự và kiên nhẫn. Rất nhiều những màu sắc đủ kiểu đủ màu, và đặc biệt là rất nhiều những chiếc áo dài được diễn ra. Một năm chỉ được vài dịp thôi, mà dịp Tết như thế này là cái dịp gọi là lý tưởng nhất. Đó là một số những cái bối cảnh, những câu chuyện chúng ta được xem ngày hôm nay ở phố Hoa. Có thể nói đây là một con phố mang tính gọi là của người Mỹ, phố cổ với đường là đường gạch, và hai bên là những cái một số những cái căn nhà mang tính gọi là khá là cổ so với là những cái căn nhà ở khu vực xung quanh.
nơi này không được sầm uất cho lắm trong thời gian nhiều năm gần đây, nhưng mà từ khi các cái thương vụ của người Việt Nam đã tới đây, rồi sau đó là cà phê Phúc Long và phố Hoa mới năm thứ hai mà đã thấy rất là đông như thế này, thì đã làm cho không khí của nơi này trở nên sống động hơn rất nhiều. Đó cũng là một cái điểm mà cộng đồng người Việt, văn hóa người Việt, truyền thống người Việt có thể mang lại, không chỉ là mang tính văn hóa mà kể cả về cái vấn đề kinh tế của cái khu vực cũng được khởi sắc rất là nhiều với những sự đóng góp của cộng đồng người Việt ở đây. Phóng sự chúng ta sẽ tạm chấm dứt ở đây. Xin hẹn gặp lại mọi người trong những phóng sự kế tiếp trong suốt mùa Tết này. How do you feel about the atmosphere here? I love it. I love the diversity that we have here in Garden Grove. And even though I'm not of Asian descent, but I'm very emotional right now to see the traditional dressing and the music and the families being together. And it moves me a lot. And that's what that's why we come, you know, to the United States for a better life, and it's nice that we can still celebrate our culture and our traditions here. So I'm very happy to be here. Are you the resident around here? I am. I live maybe like 5 minutes from here. So I just love it. I love it. I'm having a great time just looking at everybody and all the families together, and how welcoming everybody is, you know? And, you know, people telling me Happy New Year's, you know, and you know, it's a beautiful time to be here. Have you been in Main Street like before? Like you probably come here quite oftenly, right? Actually, this is my first time actually coming to the event. No, I mean the Main Street regular time. Oh yes, yes I do. Yes I do, very much so. So you think like when the Vietnamese tradition come in here, they bring the they bring more business into this area? Oh yeah. You know, I'm of Mexican descent, but we know that in the Mexican community, we know that the Vietnamese are very united with their families, and they're also very business oriented, and they're very happy and proud that they're here and that they're able to thrive, not only in business wise, but my children go to the local schools here, and also the Vietnamese community, they're also very known for education and pushing their kids to educate themselves and to better themselves, but they don't ever get lost in their traditions from back home, and that's a beautiful thing. Great. Yes. Thank you. Can you say a New Year greeting to our audience? Happy New Year's, Lunar New Year's to everyone. It's a blessing to be here. Love you guys. Thank you. Thank you. Một người cư dân ở đây đang đứng ngắm cái khu vực này, và ông cho biết rằng là ông là người ở đây nhiều năm rồi, nhưng mà ngày hôm nay đứng đây ở đây thì ông thấy những cái cảnh mà truyền thống như thế này với những như thế này, ông rất là cảm xúc, và ông cũng có nhiều cái đánh giá rất là tốt đối với lại cộng đồng người Việt. Ví dụ như là ông cho rằng là người Việt rất là chịu làm việc, chịu học hành, rất là yêu nhau ở trong gia đình, biết làm ăn, kinh doanh, vân vân. Nói chung là những cái điều gọi là có thể nói rằng là rất là những cái điều rất là tích cực của một người gốc Mễ Tây Cơ nhìn về cộng đồng người Việt đang đứng để mà ngắm một cái cảnh người Việt đang diễn ra trước mắt của ông như vậy. Cho nên là ông cảm thấy rằng rất là yêu thích như thế. Đó. Nên là cái hình ảnh của người Việt qua những cái hoạt động như thế này nó trở nên rất là tích cực đối với lại những cái xã hội mà người Việt đang sống ở đây.